Quý vị, với quyết tâm vượt qua khó khăn thách thức, tận dụng thời cơ, trong năm 2016, tỉnh Long An đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Những kết quả này đã mở đầu thuận lợi, tạo nền tảng cho tỉnh phát triển nhanh và bền vững, đúng như tinh thần nghị quyết Đại hội 10 Đảng bộ tỉnh đề ra. Những hình ảnh sau đây sẽ chứng minh cho vấn đề này. Mời quý vị theo dõi. Cuối năm 2015, đầu năm 2016, Đảng bộ và nhân dân Long An trải qua một sự kiện chính trị quan trọng. Đó là Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12. Sự kiện này đã xác định những nhiệm vụ mới và mở ra giai đoạn phát triển mới cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Long An. Và năm 2016 là bước khởi đầu mang tính đột phá cho giai đoạn 2016-2020 của tỉnh. Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội 10 của Đảng bộ tỉnh của nhiệm kỳ năm 2015-2020 và đồng thời thực hiện nghị quyết 12 của Đảng, là năm tạo tiền đề để mà thực hiện đạt được kết quả cho những năm tiếp theo của nghị quyết Đại hội 10. Bên cạnh những cái thuận lợi đó, nhưng cũng còn những cái khó khăn về cái khách quan, thì cái tác động kinh tế của thế giới nó chưa thực sự ổn định, tình hình kinh tế trong nước cũng gặp nhiều khó khăn do thời tiết nó không ổn định, đặc biệt đối với tỉnh chúng ta khô hạn, nắng nóng kéo dài rồi xâm nhập mặn sâu ở trong nội địa, và đồng thời cái sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nó cũng còn những cái khó khăn, và cái buôn lậu rồi hàng gian hàng giả rồi cái an toàn thực phẩm nó vẫn còn diễn ra dần. Cho nên chính từ đó nó ảnh hưởng đến cái sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân. Nhưng mà với sự quyết tâm của hệ thống chính trị, đặc biệt sự lãnh đạo của Đảng, tổ chức thực hiện của chính quyền, có sự quyết liệt, sự đoàn kết thống nhất của tất cả các giai tầng trong xã hội, cho nên chính từ chỗ đó mà lãnh đạo tổ chức thực hiện và định hướng cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân đã thực hiện đạt được các kết quả quan trọng trong năm 2016. Hội đồng nhân dân các cấp hoạt động theo luật định, tập trung chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công các cái kỳ họp, theo dõi đôn đốc ủy ban dân cùng cấp triển khai thực hiện nghị quyết của hội đồng nhân dân, kịp thời cho ý kiến theo thẩm quyền về các vấn đề phát sinh, nhất là liên quan đến công tác đầu tư, tạo thuận lợi để ủy ban nhân dân tỉnh điều hành phát triển kinh tế xã hội theo đúng kế hoạch. Các ban của hội đồng dân tỉnh triển khai hoạt động tổ chức khảo sát giám sát chặt chẽ theo chương trình đề ra. Thường trực hội đồng dân tỉnh ban hành hướng dẫn hoạt động tiếp xúc cử tri và hướng dẫn hoạt động của tổ đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức hội nghị giao ban và trao đổi kinh nghiệm tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh, đảm bảo các phiên chất vấn giữa hai kỳ họp đạt chất lượng cao. Tỉnh Long An chúng ta đã và đang thực hiện đề án tái cơ cấu nền kinh tế bằng các giải pháp mang tính chủ động là khâu trọng tâm để tạo đà vững chắc cho phát triển tương lai. Sự chủ động này trước hết dựa vào nội lực từ những tiềm năng lợi thế sẵn có. Đồng thời chúng ta cũng tăng cường các giải pháp hữu hiệu khác để nhằm huy động các nguồn lực từ bên ngoài để góp phần cùng nhà nước để thực hiện mục tiêu mà Đại hội tỉnh Đảng bộ lần 10 của tỉnh chúng ta đã đề ra. Đề án đã mang lại nhiều kết quả rất tích cực, đã góp phần cho hoàn thành nghị quyết tỉnh Đảng bộ của năm 2016. Cụ thể về mức tăng trưởng 26, chúng ta đạt mục tiêu quy hoạch đề ra. Trong đó, khu vực 1 tăng trưởng là 0,6%, khu vực 2 là 14,2% và khu vực 3 là 7,9%. Với sự tăng trưởng này, cơ cấu kinh tế tại tỉnh tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp, thương mại và nông nghiệp.
Điều đáng ghi nhận chính ở đây là khả năng khôi phục và phát triển khá tốt của lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Mặc dù 6 tháng đầu năm chúng ta bị ảnh hưởng khá nặng nề do biến đổi khí hậu gây ra, làm cho mặn hạn xâm nhập, làm ảnh hưởng đến giá trị gia tăng sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm, chúng ta giảm 2,3% so cùng kỳ. Đây là năm đầu tiên mà chúng ta bị thiệt hại như thế. Nhưng điều rất đáng mừng là đến cuối năm, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, chúng ta đã đạt mức tăng trưởng khu vực 1 là 0,6%. Điều này chứng tỏ về định hướng, giải pháp thực hiện tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp của tỉnh nhà chúng ta thực sự có hiệu quả và đi đúng hướng. Năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò trách nhiệm trong công tác vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc phát động, chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận và các thành viên, tổ chức thành viên, chú trọng công tác phát triển đoàn viên, hội viên về cả về số lượng và chất lượng. Đây cũng là nguồn cung cấp chủ yếu cho cái công tác phát triển đảng. Mối quan hệ giữa đảng, nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được tăng cường. Đảng thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, vai trò thành viên của mặt trận. Nhà nước thì thực hiện vai trò phối hợp thông qua quy chế phối hợp giữa Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Từ đó đã phát huy đầy đủ dân chủ trong nhân dân. Cũng từ sự phát triển kinh tế ổn định, nên trong năm 2016, các chương trình đột phá, công trình trọng điểm của Đại hội 10 Đảng bộ tỉnh sớm được cụ thể hóa và tập trung lãnh đạo triển khai tổ chức thực hiện. Trong đó có đường tỉnh 830 được khởi công xây dựng. Hiện có nhiều dự án đầu tư kết cấu hạ tầng đang được các doanh nghiệp xúc tiến, nhất là sau khi hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh được lãnh đạo chính phủ và các chuyên gia doanh nghiệp đánh giá cao. Bên cạnh đó, tỉnh đang xúc tiến các hoạt động nhằm tạo đà phát triển mang tính bền vững trên cơ sở phát huy mối quan hệ hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An giai đoạn 2016-2020 và với các tỉnh khác trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng đồng bằng sông Cửu Long và tiểu vùng Đồng Tháp 10. Đa số các ngành lĩnh vực công nghiệp đều tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Sức cạnh tranh và sản phẩm của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày càng được củng cố nâng cao. Công tác thu hút đầu tư của tỉnh đạt khá, tiếp tục lấp đầy 300 hectare diện tích các khu cụm công nghiệp đạt chỉ tiêu đề ra. Đầu tư trong nước tăng cao so với cùng kỳ. Để đạt được kết quả như đã nêu, tỉnh đã tập trung rà soát, đôn đốc tiến độ triển khai hạ tầng bên trong và bên ngoài hàng rào khu cụm công nghiệp, tăng cường đối thoại, hội thảo, hội nghị nhằm kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong đầu tư và trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã xác định được các cây trồng vật nuôi chủ lực để xây dựng, hình thành các vùng chuyên canh, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng nông sản. Tổ chức liên kết 4 nhà theo chuỗi giá trị, mở rộng thị trường, nhất là liên kết tiêu thụ với thành phố Hồ Chí Minh, từng bước mang lại hiệu quả thiết thực cho người nông dân với mức tăng trưởng là 0,6% trong năm 2016. Điều đáng khích lệ trong năm 2016 đối với lĩnh vực nông nghiệp đó là sự tích cực khắc phục khó khăn trong sản xuất do thiên tai gây ra. Và rất đáng quan tâm nữa đó là tỉnh đã hình thành và phát triển nhiều cánh đồng lớn, đồng thời khẳng định ngày càng rõ một số loại cây trồng vật nuôi ngoài cây lúa truyền thống có thế mạnh trên thị trường như cây thanh long, cây chanh hay là bò thịt. Đề án phát triển kinh tế tập thể có bước chuyển tích cực. Hình thức kinh tế tập thể được quan tâm, củng cố, chuyển đổi hoạt động theo mô hình mới, kiểu mẫu. Bước khởi sắc cho bộ mặt nông thôn đó là việc đầu tư xây dựng và phát triển nông thôn mới trong năm 2016 vượt chỉ tiêu đề ra. Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng thương mại dịch vụ đã đạt tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội khoảng 57.000 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch và tăng 18,7% so với cùng kỳ. Hàng hóa đa dạng, chất lượng,
và hình thức ngày càng được nâng lên. Mạng lưới liên kết cung cấp phân phối hàng hóa được mở rộng, phục vụ đến tận vùng sâu vùng xa, gắn với thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, đã góp phần thúc đẩy cho kinh tế của tỉnh phát triển sau cuộc suy thoái kéo dài trong nhiều năm qua. Kinh tế phát triển ổn định đã tạo điều kiện thuận lợi cho các mặt hoạt động trên lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều thuận lợi, cũng như việc đầu tư chăm lo của tỉnh đối với lĩnh vực này được tốt hơn. Dễ thấy nhất là hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục, hệ thống trường lớp được đầu tư nâng cấp theo hướng chuẩn hóa, nhất là ở vùng nông thôn. Theo đánh giá, chất lượng giáo dục và đào tạo có mặt được nâng lên. Bên cạnh công tác giáo dục có nhiều khởi sắc, thì công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng được thực hiện khá tốt, nhất là đối với công tác triển khai có hiệu quả việc phòng chống dịch bệnh, hạn chế tỷ lệ mắc và tử vong do dịch bệnh gây ra. Tăng cường xã hội hóa lĩnh vực y tế, phát huy hiệu quả hoạt động đông y kết hợp với y học hiện đại, bảo hiểm y tế toàn dân đảm bảo lộ trình, hiện đạt tỷ lệ trên 79,7%. Mặc dù chưa thể cùng lúc đáp ứng được hết nhu cầu, tuy nhiên trong năm 2016, tỉnh đã tập trung đầu tư cơ sở vật chất khám chữa bệnh đạt tiêu chuẩn của ngành, nhất là đối với tuyến xã. Song song đó, đội ngũ y bác sĩ cơ bản ổn định về số lượng và từng bước nâng cao về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện tốt việc luân phiên bác sĩ tuyến trên về giúp tuyến dưới, đưa bác sĩ về xã công tác. Tiếp tục thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, trong năm 2016, tỉnh đã tổ chức trang trọng lễ công bố, trao tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh và lễ bàn giao, đón nhận, truy điệu, an táng hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất mẹ Campuchia. Thực hiện giảm nghèo theo hướng tập trung, có nhiều đổi mới trong phương pháp, cách làm, mang lại hiệu quả thiết thực. Tiến hành điều tra, rà soát, cập nhật hộ nghèo, hộ cận nghèo theo phương pháp đo lường đa chiều giai đoạn 2016-2020. Toàn tỉnh hiện có 15.704 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 4,03%, và 14.490 hộ cận nghèo với tỷ lệ 3,72%. Ngoài ra còn triển khai thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm với hơn 30.500 lao động, đã tạo ra một luồng sinh khí mới đối với chính sách an sinh xã hội mà tỉnh đề ra. Hoạt động của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã được quan tâm củng cố về hình thức và chất lượng. Trong đó, các lễ hội được tổ chức chu đáo, đạt yêu cầu, phù hợp với phong tục tập quán. Các loại hình vui chơi, giải trí, văn hóa, văn nghệ phát triển phong phú, đa dạng, lành mạnh, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cộng đồng. Trong năm 2016, đã tổ chức phúc tra và quyết định công nhận thêm 19 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa, nâng tổng số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa lên 104 trên tổng số 192 xã, phường, thị trấn, chiếm tỷ lệ 54,2%. Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ quốc phòng an ninh với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, trong năm 2016, Long An đã tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ năm 2016 cấp tỉnh và một số địa phương trên địa bàn tỉnh, quán triệt và triển khai thực hiện xây dựng điểm Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh vững mạnh toàn diện về công tác quốc phòng quân sự địa phương giai đoạn 2016-2019. Chủ quyền và an ninh biên giới được giữ vững, quản lý bảo vệ chặt chẽ đường biên, được phân giới và cột mốc biên giới đã cấm. Thực hiện tốt kế hoạch đối ngoại và công tác quản lý nhà nước về hoạt động đối ngoại địa phương. Quan hệ kết nghĩa, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế với các địa phương các nước vùng lãnh thổ được mở rộng, đặc biệt là mối quan hệ hợp tác hữu nghị với các tỉnh giáp biên Svay Riêng và Phrey Ven, Vương quốc Campuchia. Tình hình tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên và nhân dân cơ bản ổn định, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, nhân dân tích cực tham gia sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội các cấp từng bước đổi mới. Tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng,
góp phần ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ đảng viên trong năm 2016. Công tác này cũng đang được tỉnh ủy Long An đặc biệt chú trọng. Cho đến cuối năm 2016, hầu hết các địa phương, đơn vị đã tiến hành tổng kết chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị gắn với biểu dương khen thưởng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời lãnh đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Như vậy, với 22 chỉ tiêu nhiệm vụ nghị quyết phát triển kinh tế xã hội mà tỉnh ủy đã đề ra, trong năm 2016, tỉnh Long An đã đạt và vượt 21 chỉ tiêu, chỉ có một chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo là chưa đạt. Nguyên nhân là do tiêu chí chuẩn mới về hộ nghèo có sự thay đổi sau khi nghị quyết về công tác này được đề ra. Mặt khác, do tình hình hạn mặn đã ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân. Trên cơ sở dự báo thời cơ thuận lợi và những khó khăn thách thức, bằng việc phát huy tối đa nội lực, thu hút có hiệu quả các nguồn lực bên ngoài, năm 2017 là năm thứ hai tỉnh Long An triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 10 với quyết tâm cao, triển khai đồng bộ hai chương trình đột phá và ba công trình trọng điểm. Đây chính là động lực lớn và vững chắc giúp cho đảng bộ và nhân dân Long An tạo ra những bước đột phá quan trọng cho bước tiến mới đến nền kinh tế phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại và nền tảng phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Với tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, khí phách trung dũng, kiên cường, đảng bộ và nhân dân Long An sẽ vững vàng vượt qua mọi trở ngại để từng bước đưa tỉnh nhà không ngừng phát triển, xứng với tiềm năng và lợi thế của mình trong thời kỳ hội nhập và phát triển.